Hello, chào mừng quý vị các bạn đã trở lại với kênh HQT Vlog nha. Bây giờ em tiếp tục em ngồi em canh mấy đứa nhỏ chơi tắm biển, em quay một tí luôn xung quanh chỗ em cho nó vui. Em cũng không có thể đi xa được tại vì canh mấy đứa nhỏ. Đây, quay mọi người đang tắm này. Đó, ba đứa nhỏ. Mọi người thấy không? Biển ở đây nó rất là êm. Nó không có sóng luôn. Trong veo luôn. Cái góc rùa rồi mình xuống nước quay cũng được nhưng mà mình mở cái nắp pin nó mất rồi. Thành ra xuống nước là nó bị hư. Nắng lắm, bơi đi. Đây mà biển mà y như sông vậy. Vừa quay. Quay lại đi. Đó. Đây mấy cô dễ thương đi qua. Mình trông cổ vô cái camera của mình có cái sorry. Đó. Ở đây chị dễ thương lắm. Quay phụ nữ đẹp mà không có phụ nữ đẹp, quay nam đẹp. Đây là, chủ yếu là gia đình thôi. Ra biển mà như vậy nó đỡ mấy đứa nhỏ nó chơi được. Mà mình như vậy chập nữa mình đang như vậy. Hồi nãy mình không thèm xoa kem chống nắng gì luôn. Thôi để bây giờ em chịu khó em đi. Go. Go ơi. Con ở đây nha, đừng có đi xa nha. Nghe chưa? Được không? Canh hai đứa em nha. Ba đi một chút. Quay mát, trời ơi là nó mát. Nước vô nó mát lắm. Nè, đã không? Đã không? Đừng có đi xa nghe con. Đi xa là không được. Hồi tới mới đi qua mạc mua hai cái này đây. Sóng nó yếu như vậy đây. Chiều nó mát. Đó, mình đặc biệt ở chỗ này là mình chả thấy sóng. Ở Cali sóng dữ dội, Việt Nam sóng nhiều lắm. Bây giờ không biết đi hướng nào đâu. Thôi, hôm qua chưa đi hướng này, bữa nay đi hướng này. Oh. Hey, go. Không đi xa anh chưa? Chỗ đó luôn nghe con. Được không? Ba đi 10 phút ba quay lại. Hả? Canh. Người cha vô trách nhiệm. Quay dọc cái bờ biển này cho mọi người xem chơi. Anh đang đi mé nước. Đó. Như mời mọi người cùng với Thạnh đi HQT Vlog đi dạo. Cái bờ biển này là Go Shore. Thành phố là Orange Beach. Thành phố nhỏ của tiểu bang Alabama gì đây? Alabama. Đó. À, đây đa số là gia đình không à. Có cô nào dễ thương thì mình sẽ quay. Đứa nhỏ này, đó, trời dễ thương chưa? Đây em nhỏ. Đi về có người á coi chứ. Sóng này yên lặng lắm nên mình cũng chịu đi để mình quay. À, mọi người xung quanh chỉ có mình châu Á thôi mọi người. Hồi nãy giờ mình đi không có thấy người châu Á. Mà qua YouTube là nhiều khi mình cũng liều rồi đâu có sợ ai đâu. Ra biển mà. Nhưng mà chắc họ không biết mình làm post lên Facebook YouTube. Quay mà anh đó, bây giờ mà biểu mình đi suốt tới cái đường kia đi sao nổi. Mấy người không chịu xuống. Quay cái cảnh này nha, cho vui. Mình muốn mình đi nhanh hơn một tí nữa. Mình bỏ mấy đứa nhỏ chỗ đó cũng sợ. Quay chia sẻ nên phải xa mấy đứa nhỏ thôi. Ở đây đâu. Ở Việt Nam mình ở chỗ đây, ở ngoài kia là ồn, ở ngoài kia xa xa mình thấy giống như cái con cá có cái vầy cá mập nó lại vậy ta. Yên lặng quá ha. Dài rồi nè. Mấy đứa nhỏ xuống chơi cũng để. Mọi người thấy đã chưa? Rất là yên bình. Không có ồn ào náo nhiệt như ở Việt Nam mình. À, mọi người thấy có ai châu Á không? À, Cali thì mình đi mình thấy châu Á nhiều. Cái việc nói cũng đầy luôn. Cá này mọi người. Để quay có con cá cho coi. Nó trong veo luôn. Con lớn nó canh hai đứa nhỏ. Hả? Toàn cái nhà kiểu này không ha? À cái phượng hoàng đây nó đẹp, phượng hoàng 4, phượng hoàng 3 gì nhiều lắm ha. Phượng hoàng 1 nè, phượng hoàng 4 nè, hả? Khu mình tuốt đằng kia. Cái chỗ khu phượng hoàng của mình nó màu vàng vàng. Buổi chiều á, khoảng 3-4 giờ thì nó nhiều. Đi xa quá mình đi cũng không nổi. Không phải không đi nổi mà
phải canh mấy đứa nhỏ đó. Còn mấy cái dù đây là của cái ở dưới đó, họ đặt trước. Còn muốn ấy thì mình phải đem dù tới. Đây họ lãng nè. Họ tắm nắng đã chưa? Ở đây thì đem mấy cái phao kiểu này ra được, chứ sóng nhiều quá đâu có chơi được. Bởi vì mình thấy sổ thỉnh thoảng họ bán mấy cái phao đã lắm. Phao nó chạy y như cái ấn xe nước kia. Nhưng mà tới cái vùng này thì phù hợp. Bởi vì sóng nó yếu. Đó, cả một cái gia đình họ chơi đã. Nãy giờ mình đi trong gặp một người châu Á chơi vui mà nãy giờ không thấy luôn. À, mình trở thành người đặc biệt ở chỗ đây rồi. Đó. Quay lại thì nó kỳ, thôi em đi thẳng một đường luôn cho nó đi hết cái khu này cho nó vui. Thẳng lưu trữ về cái bãi biển này. Bãi biển này nếu mà đi chắc em đi có một tiếng đồng hồ hơn. Từ đầu này tới đầu kia nó dài quá vậy mà. Mình đi cũng liều đây. Kiểu mình suốt canh mấy đứa nhỏ mình chạy cỡ này. Nó đừng có bơi ra xa là ok thôi. À, mấy người già. Ở ngoài kia là có cái tàu đánh cá nhỏ, chắc là đi đánh cá. À nè, trước trong veo nè mọi người ha. Nước quá trong luôn nè. Giống như cái vịnh Nha Trang. Coi thấy có cá không? Ồ, một đàn cá nè. Ha. Đàn cá luôn. Nước rất là trong. Mát ơi là mát luôn. Đàn cá. Quay vô người ta mình ngại nên mình cũng không quay. Đông thì được. Bắt cá. Ở đây, đó, cá quá trời luôn. Để vào chỗ đây. Hỏi thấy con cá đâu rồi. Để coi. Đây, đó, con cá nó trong quá. Nó giống y là cái màu của cát luôn á, Thành không thấy. Nó nằm ở dưới. Đó, thấy mọi người thấy không? Đó, nó bơi bơi nè. Đây. Đó. Đã thiết đó. Dễ sợ đã quá. Tại sóng biển đó, như vậy nè. Bơi. Đó, một đàn ở dưới này nè. Đó. Mấy đứa nhỏ là bắt cá. Bắt cá toàn là sen không. Chó cũng đi tắm biển rồi mọi người ơi. Đó, em đi tới đây một 10 phút chạy về. Chó nó thấy biển đã chưa? Chó cũng xuống biển tắm nè. Cá được rồi, cá trời. Ôi. Những người mẫu này chưa đẹp, có nhiều người mẫu đẹp lắm. Ngồi một chỗ á, quay à. Đây, con lọc đùa đây. Cá nó lại tới bờ luôn. Nãy giờ mình đi cũng gần 10 phút rồi. Đi tới chỗ này. Đây, cá này. Đó, để coi. Đây, thấy mọi người thấy cá không? Cá này.
Ôi, quay được 10 phút rồi, Thạnh dừng đây mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã vào xem video này này. Em quay về mấy đứa nhỏ thôi chứ còn sao. Nếu mà có điều kiện em quay tốt chỗ kia như thế nào, khám phá về vui. Tạm biệt, hẹn gặp lại mùa sau nhé. Cảm ơn mọi người.